Xin chào các bạn, cái video này chúng ta sẽ cùng nhau thêm cái phần thuyết minh bằng chữ cho cái video của chúng ta nhé Và lúc nãy là chúng ta đã có cái phần phần uh, âm thanh rồi, bây giờ chúng ta sẽ xem lại cái video này. Mùa đông Mùa đông, tay chân, chân chúng ta, ta rất là lạnh. Là lạnh. Các, các bạn, bạn đừng, đừng lo bởi vì đã, đã có cái um, máy sưởi cầm, cầm tay mini. mini. Rồi, chúng ta hiểu là có âm thanh chúng ta thu trước rồi. Bây giờ chúng ta mới bắn chữ vào được đúng không ạ? Để chúng ta xem đoạn đoạn này thì đầu tiên là chúng ta sẽ add một cái phần text vào trong này kéo dài từ đầu đến cuối cho mình add này bây giờ mình sẽ chọn cái phông chữ hạ cái này xuống chọn phông chữ tiên nữ chẳng hạn đây rồi chúng ta nhấn là đồng ý à. rồi chúng ta chọn phông chữ là tiên nữ rồi tiên nữ này rồi chúng ta chọn chọn style bên cạnh này chúng ta thích cái kiểu màu như này ok chưa bây giờ chúng ta sẽ đánh một cái đoạn chữ là mùa đông đã tay chân lạnh chúng ta lỗi mình vừa nghe thấy mà Mình ấn mà đã tính sau rồi sau khi áp vào rồi thì các bạn hiểu rằng nó chỉ đến đoạn này là hết rồi Bây giờ chúng ta phải kéo dài từ đầu đến cuối để lát nữa chúng ta cắt ra chúng ta làm mới nhanh chứ mỗi một lần thêm như này là chết giờ giả sử bây giờ bạn thích chữ kiểu như này rồi Bây giờ bạn sẽ chạm vào, vào đây và kéo dài nó ra giữ kéo giữ kéo đến hết rồi Ok bây giờ chúng ta bắt đầu nghe thuyết minh nhá bật này Mùa đông, mùa đông tay chân, chân chúng ta, ta rất là, là lạnh. lạnh rồi chúng ta rất là lạnh đến đây thì chúng ta đến đây biết là rất lạnh này hết kết thúc chúng ta nhấn vào split cắt nó ra đã rồi bây giờ chúng ta chỉnh sửa luôn chỉnh sửa luôn cái đoạn này mùa đông tay chân chúng ta rất là lạnh rất là lạnh đấy ok như vậy là bạn thấy là lúc này cái chữ nó dài quá vậy thì nó chỉ nó chỉ hiển thị một đoạn thôi vậy chúng ta làm sao mùa đông tay chân đấy đến cái đoạn này nha các bạn xuống dòng cho mình giữ vào đây nhấn vào nút enter tay chân chúng ta rất là lạnh rồi Đó, các bạn hình dung chưa chúng ta phải co lò nhỏ lại đấy các bạn này đấy mùa đông tay chân chúng ta rất là lạnh sau một đoạn đầu nhá ok ví dụ thế thôi giờ chúng ta này mùa đông tay chân, chân chúng, ta chúng ta rất, ta rất, rất là lạnh, lạnh. các, các bạn, bạn đừng lo bởi vì đã có cái các bạn đừng lo Nghe này các, các bạn, bạn đừng lo bởi, lo bởi vì đã có cái máy sửa ấm cầm, cầm tay mini các bạn đừng lo vì đã có máy sửa ấm cầm tay mini, chúng ta lại chạm vào phần chữ. Cầm tay. Xem là nghe lại này. Các, Các bạn đừng lo bởi vì, vì đã có cái, cái máy sửa ấm cầm tay mini. mini. Rồi, nhấn vào đây. Chúng ta sẽ nhấn vào split chia nó ra là hai phần. Bây giờ chúng ta lại sửa chữ ở đây. Chạm lên trên cái phần ở trên này có cái bút đấy. Các bạn đừng lo. Các bạn đừng lo xuống dòng cái này đã có máy sưởi ấm xuống dòng vào nữa cầm tay mini à, đây là mình chỉ demo thôi có nhiều cách làm các bạn xem lại đến đoạn này tiếp này Hay hãy nhanh tay, tay. Đặt, đặt, hàng. đặt hàng đấy hãy nhanh tay đặt hàng cầu rất cục lâu <cười> <cười> nhấn vào cái bút ở phía trên này đấy hãy nhanh tay đặt hàng nó dễ không, không mà hãy nhanh tay đặt hàng như vậy là chúng ta đã xong rồi sửa lại một tí hãy nhanh tay đặt hàng ok rồi giờ chúng ta làm xem lại từ đầu nhá mùa đông tay chân, chân chúng ta rất là lạnh, lạnh. Các, các bạn đừng lo bởi vì đã, lo, bởi vì đã có cái máy sửa ấm, ấm cầm tay mini Hãy ngay tay đặt nào. hàng rồi cái vừa rồi ấy, mình chỉ là demo cho các bạn cái cách để chúng ta làm thôi còn trên thực tế khi các bạn làm các bạn còn chỉnh sửa các cái mẫu chữ sao cho nó phù hợp với mình cũng như là nếu như chúng ta không muốn cái dòng chữ của chúng ta lại chạy ra ba dòng như này thì cứ mỗi đoạn ngắn mình cắt giảm cái mỗi đoạn ngắn mình cắt giảm cái các bạn hình dung chưa thì lúc này nó chỉ là luôn luôn là một cái dòng chữ như này nó sẽ đẹp hơn cũng như là có nhiều cái hiệu ứng chẳng hạn như hiệu ứng chữ nó chạy 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 thì cái đó là phụ thuộc vào cái gu thẩm mỹ các bạn và đây là mình demo để cho các bạn dễ làm thôi và video ngắn này mình xin kết thúc tại đây xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo